À, đây là cái kèo đấu cạnh tranh trực tiếp, tức là ngoài việc là bạn họ chạm một tay và họ đẩy Fox ra thêm Đúng. gọi là ba bước nữa vào trong cái con đường tiến tới top 6 khi mà cuối tuần à tuần sau tuần cuối cùng của FCK mùa hè 2024 thì việc thi đấu của Fox hơi căng. Thực ra thì hai bên thì cùng căng nhưng mà có vẻ như Đúng là rồi. Fox sẽ căng hơn một chút, nhưng mà KDF còn hình như là còn phải gặp, còn được gặp DAX nữa, còn đối thủ ở top dưới. Nó sẽ có như thế này, đó là khi mà bạn thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp này thì cái quan trọng nhất nó sẽ là quyền tự quyết được đưa về phía của bạn. Còn đối phương dù có đánh hay tới mức nào thì cũng sẽ phải chờ đợi một cú sải chân. Cho nên là nó sẽ là một cái bước tiến rất là lớn dành cho KDF. Tuy nhiên đây không phải là lúc để vui mừng, như các bạn đã thấy. Với một màn trình diễn như vậy trong một cái viễn cảnh, một cái kịch bản khác thì chắc chắn Dudu đã có nhiều cảm xúc hơn. Nhưng mà anh ta biết rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Và chúng ta tới ngay với cấm chọn của ván đấu thứ hai. Với quyền chọn bên được giữ cho Fox thì họ vẫn tiếp tục bên phía đội 1. Và sau khi thất bại với Aurora, ba luôn. Họ bỏ luôn. Rồi, như vậy là không gọi là quyết tâm với nàng thỏ này nữa đến từ bên phía của BNKFX. Thấy rằng là Clear chưa thực sự là làm tốt với lại Aurora. Thực ra thì những tình huống giao tranh đã cũng đặt những cái lồng 2-3 người rồi. Qua là đội hình bên phía của Fox bị phụ thuộc vào cái việc dồn chung chiêu cuối và còn chung với nhau quá. Ở bên phía của Qualophic thì họ kiểm soát những vị trí đứng của bên cái phía rất là tốt ở trong cái tình huống giao tranh. Cái việc chơi Wubo Combo không thể thực hiện được cái ý đồ chiến thuật ở trong ván đấu thứ nhất dành cho bầy cáo. Còn ván đấu thứ hai này thì thôi, về lại kèo cơ bản sẽ là Sante cho Dudu, cũng là một con tướng rất ghê, cũng là con tướng 200 năm mà Dudu thực hiện rất tốt ở thể hiện rất tốt ở trong những cái tuần thiếu gần đây. Còn bên phía bên kia thì đầu tiên sẽ là Koki đã nay có nhà hàng Na. Tôi nghĩ đây vẫn là một lựa chọn tốt thôi dành cho Clear để đối đầu với lại Sante trong tay Dudu bên phía bên kia. Một cái điều rất thú vị như thế này là thực ra cái này là tôi cảm giác là nhìn ngoại hình của Dudu nó cũng có một cái nét gì đó giống giống chim. Anh Hoàng có cảm nhận như vậy không? Có một tí gì nét nét nó giống giống. Tất nhiên là không phải là giống nhiều lắm nhưng nó sẽ có một cái gì đó gợi nhớ. Bây giờ cũng đang đánh cho Quang Đông Phích. Rồi màn trình diễn của anh ta trong các mùa giải gần đây, anh ta là nếu như chúng ta bỏ qua các đội top đầu thì anh ta chính là người chơi đường trên tốt nhất ở trong số các đội còn lại. Sự ổn định của anh ta rất là cao cho bên phía của KDF, nhưng mà cứ bị ngẹn ngẹn ở những cái đoạn cuối cùng của mùa giải lúc nào cũng vậy. Thì đây là lúc mà phải vượt qua được cái ngưỡng đó để thực sự mà bước lên một nấc nữa, cạnh tranh với các đội thực sự ở trong top 4 chẳng hạn. Thì hãy chờ đợi xem là Dudu với lại KDF sẽ có một màn trình diễn như thế nào. Đúng, anh luôn nói thì tôi mới nhớ ra là tiền thân của Qualophic chính là Africa. Và Kim thì rõ ràng là một biểu tượng của đội tuyển đó thôi. Còn hiện tại thì nói Dudu là biểu tượng của Qualophic cũng đúng ấy. Phần nào đó ta là người chơi ổn định nhất. Đúng, chính xác. Thứ nhất là ổn định nhất, và thứ hai là từ cái lúc mà Qualophic đập ra cái đội hình mới này thì Dudu là một trong những nòng cốt. Từ đó cho đến nay thay đổi rất là nhiều vị trí rồi. Kể cả những người như Bulldog cũng mới đôn lên ở trong năm nay này. Rồi Lipper mới này, Andy cũng mới này, Kurt thì cũng mới mùa 2024 này mới qua. Thì Dudu là người gọi là ở lại lâu nhất rồi. Thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái tiền đề để cho Dudu thể hiện thêm ở trong cái màu áo của Qualophic. Thứ nhất là cái mục tiêu vào top 6 ở thời điểm này thì họ đang có một cái ưu thế rất là lớn sau một ván thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là BNKFX. Thì để xem ván đấu thứ hai này với một con Sante cũng là một chân tướng rất là quen tay thì Dudu và bên phía KDF sẽ thể hiện như thế nào. Sang lượt 2 thì bên phía Qualophic ban đi hai con tướng xạ thủ, họ pick con còn lại luôn. Senna Kalista bị ban đi, pick luôn Mid Fortune, bên kia cũng ban hai xạ thủ. 4 con tướng xạ thủ, 5 con tướng xạ thủ bị loại bỏ ở trong giai đoạn cấp và chọn. Và đây chắc chắn rồi, sẽ là một con Jerry trong tay của Hena thôi. Đến ván này mà không đánh Jerry nữa là chịu đấy. Vẫn đang suy nghĩ. Suy nghĩ gì ta? Rồi hình này Jerry là đẹp rồi, còn gì nữa? Jerry Cocky đánh Na đường trên Maokai đi rừng rồi. Giả vờ suy nghĩ hơi lâu nhá. Lắp thêm một con Reo hay là con Alistar hỗ trợ vào là tuyệt vời luôn. Con Rakan là tướng tủ của Duro. Anh ta rất là thuận tay con bài này thì thôi cũng được. Được, bất cứ một con nào trong ba con mà tôi vừa kể đều là lắp vào đội hình này một cách gọi là vừa khít đến từ bên phía của bầy cáo bên KPX. Còn Quang Đông Freak trông là cũng rất giống con Reo đấy. Trông con, một con Reo lắp vào đội hình này perfect luôn rồi. Khả năng Ubu Kubo với... như vậy là chuyển về đổi dấu. Hai bên đổi cách đánh cho nhau. Một bên đánh Ubu Kubo, đó là KDF. Còn bên còn lại là hai xạ thủ và đánh đội hình giao tranh ở giai đoạn sau. Con Reo tôi đồng ý với anh Hoàng là một cái con tướng ghép vào đội hình của KDF rất là đẹp. Nhưng mà con Nautilus thì ý định của họ là để khắc chế Jerry. Họ cần một cái lượng CC chỉ thẳng đầu để có thể giữ chân Hena lại. Tại vì Hena đang có phong độ cực kỳ cao với Jerry này. Khi mà con Jerry của anh ta online thì
gì anh ta có thể làm khó tất cả mọi đội tại LCK. Cho nên bên phía của KDF đã bắt buộc phải hy sinh một chút xíu tổng lượng CC để đảm bảo rằng họ phải có một cái gì đó để chỉ thẳng vào đầu của Hena. Tại vì với Zyra rồi với Sante, Sante thì có một cái nút chỉ thẳng đầu nhưng mà nó cũng chưa thật sự hiệu quả lắm nếu như không có sự hỗ trợ từ các vị trí khác. Thì công cụ để khắc chế Zeri bắt buộc phải có, thì Nautilus là lựa chọn. Chị Bảo, Bảo đang cổ về, đang hướng tới Quang Du đúng không? Bảo dự kiến cho Bảo đi tới Quang Du đúng không? Bảo rồi, Bảo này cũng ghê đấy. Nhưng mà Bulldog thì đây là Bảo nhảy rất chiều phàn. KDF là đội làm content rất nhiều luôn ở trên các nền tảng xã hội, và Bulldog là một trong những cây content chính của Conflict. Thực ra là tôi cũng đã được xem là thực ra đội hình của họ ai cũng nhảy tốt cả các bạn. Ừ, rất chăm làm đấy, chăm nhảy luôn á. Đội hình của họ 6-7 người của họ thì có cả Quantum với lại Bull, bây giờ đang không đánh, đang dự bị chứ nhảy cũng căng lắm. Anh luôn nhắc nhảy tôi nhớ rồi. Anh dự bị nợ nhảy đó. Tối qua không nhảy luôn à? Đúng. Đình là kỷ lục viên anh có phải là dancer đâu mà nhảy live. Không biết là buổi tối, nhảy thế thì thành luôn dancer anh, không phải là kỷ lục viên rồi. Chắc là phải nợ các bạn ở trong một cái thời gian sắp tới. Còn quay trở lại với game đấu rất là căng thẳng giữa Conflict và bên KTX, khi chúng ta chuẩn bị đến ván đấu thứ hai, nơi mà bên phía của KDF đang có được cho mình một trận đấu dẫn trước, và họ sẽ chỉ còn cách trận thắng BO3 này một ván thắng nữa mà thôi. Còn Fox sẽ phải làm tất cả mọi thứ trong khả năng của họ để có thể quân mình tỷ số. Tôi đang tính ghẹo anh, bây giờ anh đâu còn gọi là bình luận viên hay là streamer nữa. Online bật online lên bật nhạc lại bật nhảy kiếm tiền, người ta tiếng Hàn người ta gọi là DJ rồi. Đúng, kiếm được lắm ấy chứ. Không phải là do nền tảng căng thẳng ý, không thể nó làm thật. Thôi, chúng ta cũng đến quay trở lại với ván đấu, khi mà một game đấu mà hai bên gọi là như nào ta, chuyển cách chơi cho nhau. Giao tranh tổng đến từ bên phía của Conflict, còn với Fox thì là đội hình hai xạ thủ và tăng tiến sức mạnh ở giai đoạn sau. Thì cái yêu cầu đội hình đến từ bên phía của Fox sẽ là hòa hoãn ở trong giai đoạn đầu, với những cái trận tướng mà có vẻ như họ sẽ có ưu thế một chút ở những cái kèo đấu. Ví dụ đứng trên chẳng hạn, Na tay dài hơn so với Sante. Đứng giữa thì Corki sẽ có một cái ưu thế với kèo đấu tay ngắn hơn so với Bulldog ở trong những cái cấp độ đầu tiên. Đây, hai đường thắng đến từ Fox. Và cái vòng rừng đến từ bên phía của Raptor là một vòng rừng đánh lên cánh trên, với việc là đứng giữa và đứng trên của anh ta đều có ưu thế và trận tướng. Bạn thấy cái khoảnh khắc mà Hena cầm lại được con Zeri, bạn thấy cái khí thế của ta đứng giữa nhìn nó khác hẳn không? Giữa đứng bắn áp lực đẩy từ cấp 1 ép đối phương về. Midmorton là vị tướng khá là mạnh ở cấp độ đầu nha. Nhưng mà khi mà Hena cộng Zeri thì hiện tại nếu như xét về phong độ cá nhân của anh ta và tỷ lệ thắng thì anh ta cũng không thua bất kỳ một cái xạ thủ hàng đầu nào cả, thậm chí như là Bay hay là Eming. Thì màn trình diễn vừa qua của Hena cũng không hề kém cạnh với con Zeri này. Còn cái thông số nhìn nó cũng hơi nguy hiểm một tí cho bên phía KDF là cái tỷ lệ thắng của Nautilus thì ở 14.15 mà đang không cao lắm. Ừ, thực ra thì nó đã lép vế từ cái phiên bản 14.13 rồi, tức là cái những cái lựa chọn ví dụ như kiểu là Rakan hay là Rell hay Alistar nó nổi lên, và nó tức là cái một là cái khả năng chống chịu của ví dụ Alistar chẳng hạn nó sẽ nhỉnh hơn Nautilus này, thứ hai là những cái pha gom người CC của Rell nó sẽ khó chịu hơn và nó có thể đa mục tiêu hơn so với lại Nautilus. Nhưng mà tất nhiên thì Nautilus vẫn sẽ có những cái trường hợp đấy, đây là một trong những trường hợp mà bạn đầu lựa chọn Nautilus tốt, CC chỉ hàng đầu với những con tướng có độ cơ động cao như Copy và Zeri, móc của Andy đấy, móc hụt phát là nó biết nhau liền luôn á, mất máu nhiều hơn dành cho hỗ trợ của Conflict. Vòng rừng lấy từ Curse, vòng rừng xuống dưới rồi tốc độ dọn rừng nhanh của Curse, timing của Fox cực tốt luôn nha. Họ canh cái đợt lính tràn trụ xong, lính giật ngược về cắm mắt bụi cỏ chặt ba, cho nên pha di chuyển của Curse là hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Fox. Họ có thời gian để chuẩn bị cho pha phòng ngự. Tối hụt rồi, tối hụt thì về thôi, về vẫn tiếp à, vẫn tiếp. Hơi mạo hiểm nha, thiêu đốt đẩy vào Duro. Phía bên này trụ vẫn bắn tốt. Lính đánh. Ui, hậu vệ hồi lại vẫn có chiến công đầu. Đánh 3 nhịp, KDF vẫn thành công. Bằng không ra khó chịu thật sự. Mau à. Kích cả hộ vệ rồi, hồi máu rồi, tốc biến rồi, vẫn nằm xuống. Tưởng là một pha búa trụ thành công đến từ bộ đội của Phong, nhưng mà họ vẫn thất bại với điểm chiến công đầu dành cho Curse. Và đây tiếp tục sẽ là một nhịp đẩy vào, nhưng tài nguyên đã hết. Bộ đội bộ 3 về phía của Conflict thì đúng hơn, họ hài lòng với việc là lấy được mạng của đối phương, đầu tư một cái tốc biến của Leaper, đầu tư một cái thiêu đốt của Adil và chiến công đầu dành cho Curse. Pha đó tấn công tôi nghĩ là một cái lợi thế của Zyra, nó thể hiện rất là rõ, tại vì tốc độ dọn rừng của anh ta quá nhanh, của Curse quá nhanh, cho nên là khi mà anh ta xuống đường dưới, Uro mới chỉ cấp độ 2 thôi,
không có đủ kỹ năng để có thể thực sự chống băng trụ ở trong pha đó. Ta di chuyển ra khu vực đường giữa, xin cái số phòng của Bull đó để giúp Closer đẩy được. Nhưng mà vừa rồi đó, cái sức mạnh của một vị tướng đi rừng dọn rừng nhanh, nó được thể hiện rất là rõ ràng. Chán rồi, cái vòng rừng của Kurt, cái tốc độ dọn rừng của Monzaira nếu mà không bị can thiệp gì cả với setup 3 mầm thì nó sẽ là trước phút thứ 3. Đúng rồi. Trước thứ 3 thì chẳng có con Maokai nào farm được đến bãi thứ 5 cả ấy, chứ đừng nói là bãi thứ 6 đấy. Bên kia thì vẫn chỉ là bãi thứ 6 thôi, còn bên này thì chuẩn bị có được pha đai trụ rồi. Và cái tình huống đấy, cái mầm trói quá nhiều thứ. Và đấy cũng là sức mạnh của Zyra nữa, khi mà bạn bị ép sát vào chân trụ á, những cái mầm nhổ của bạn rồi chiêu của Zyra nó trên một cái diện rất là rộng và rất là dễ trúng. Và đó là biết trước luôn rồi mà, chúng ta nói về cái thời gian đẩy của họ giật về cắm mắt bụi cỏ chặt ba, gọi là làm gần như là hoàn hảo, cú trói đầu tiên còn né được nữa. Tôi cũng không biết là phải trách Fox cái gì ở trong pha đó, hay chỉ nói thật sự là KDF vận hành và kết vận hành con Zyra này hoàn hảo. Và sao? Khi bạn làm hoàn hảo, đối phương làm ở mức tiệm cận hoàn hảo thì bên phía của KDF đã có được thắng lợi. Đường trên thì chỉ là lấy máu thôi, lên cấp 6 trước lấy máu lui về. Dudu ở kèo này thì chắc chắn là anh sẽ gặp những bất lợi rồi, nhưng mà nhìn chỉ số lính thì Dudu vẫn đang xử lý rất là tốt. Thực sự mặt chất tướng thì trông có vẻ là áp lực đến từ clear là tốt, còn cánh dưới này thì Dudu không có thức biến nhỉ. Anh ta có những cái điều để tiếp viện, anh ta có những cái số điện hình tráng và đang rất là tự tin. Rồi dùng W giúp lui về, cơ đang có được áp lực cực kỳ là khủng khiếp ở nửa giữa của bản đồ, nơi mà Lipper và Andil đang là người chủ động hơn với khả năng đẩy. Raptor ra đặt một cái mầm, tình huống bấm bay về nhà đến từ Closer, thì đây vẫn sẽ là dòng yếu tố dành cho KDF mà thôi. Cái kèo khi mà Dudu cầm con Sante thì anh ta đánh gần như là mọi kèo á. Ở tại cái thời điểm đỉnh cao của Sante thì anh ta là một người cũng đem lại cho chúng ta một hàng tỷ highlight cân 4, cân 5 hồi giải trước và về trước nữa. Nên là nếu mà anh ta cầm Sante thì không gì phải lo cả. Rồi Dudu thành công, Dudu đi rồi đấy. Máu nhiều quá. Đi rồi, đi rồi. Cháy, đi rồi. Thổi. Kế bên không thổi như thế nào. Nó phải là hai kích đổ cái thư đốt nữa cơ, thì chắc chắn là một con đường rất xa đến từ Raptor. Đẩy về có kỳ hướng được không? Cũng đó gặp nguy hiểm, có tốc biến đang đợi để đi sát tường cánh trên dùng tốc biến, nhưng không, đơn giản làm tình huống truy đuổi thôi, không mất nhiều thời gian để truy đuổi. Một con Yone vẫn còn tốc biến như vậy, quyết định là cũng không đầu tư mọi thứ đến từ Fox, chỉ đơn giản là họ đẩy vị trí của Bulldog về và lấy lượt sâu hư không đầu tiên với ba con dành cho Fox, bù lại với việc là họ đang mất lợi thế cánh dưới. Cây đẹp là Proxy, không, đây không phải là Proxy, đây là Andil đẩy vị trí của Duro và Hena ra khỏi những đợt lính giúp cho Lipper ăn giáp trụ. Nhưng mà thật ra cái chỉ số lính của Hena vẫn đang ở mức tôi nghĩ là chấp nhận được. Nãy giờ áp lực xuống khu vực đường dưới từ Kurt là cực kỳ nhiều, nhưng mà chênh lệch cũng chỉ khoảng chừng 4 lính thôi, chưa phải là tận thế ở khu vực cánh dưới. Cho Fox tổng tiền 11.000 xuống 1.800 chưa chênh nhiều. Bây giờ nè, clear làm sao và phải tối đa hóa lượng chênh lệch chỉ số lính mà ta có thể tạo ra ở khu vực cánh trên này nha. Lượng máu Dudu đang thấp, nhưng mà băng trụ với Sante thì luôn luôn là một cái quyết định cần phải cân nhắc. Khó đấy, bắn băng trụ của Sante có tốc biến và có cả chiều cuối là rất khó khăn. Tí. Và con Na thì là Na tí nị nữa. Tí. Làm mềm trước, không có di chuyển. Dudu có thể gặp khó. Còn đứng giữa thì Closer lướt lên với thảm lửa Valkyrie và anh ta bật cái súng máy bắn khá là rát. Udo đang bị kéo máu, nhưng với mình hồi phục với bước chân thần tốc thì anh ta cũng trụ đường một cách rất là đơn giản với cái kiếm Doran mình sở hữu nữa cơ. Dudu thì liên tục bị làm mềm, vẫn còn một mình, vẫn còn một Big Quy, vẫn đang cố gắng câu kéo khi mà đối phương đang là Na tí nị. Nhưng mà nộ này của Clear là khá tốt, vẫn là chuyển dạo luôn đấy từ Dudu ép thúc biến của Clear. Nhìn áp lực lắm nha. Nó cứ lực lực sao ấy. Áp lực lắm đó. Anh ta đánh nhìn sợ thật, nhưng mà Clear tôi nghĩ rằng vẫn đang làm tốt. Gì đây? Na khổng lồ tự tin lên chơi luôn. Mẹ chiều tốt nhờ, Dudu lướt về không dính một pha ném gạch của đối phương. Mặc dù vậy thì anh ta cũng đã hết thời gian của dạng chơi khô máu. Và như vậy thì đây vẫn là ưu thế ở cái kèo chất tướng này dành cho Na. Khi mà chuyển về Na tí nị thì lại có thêm sát thương, còn đối phương thì đã hết chiều để có thể trả đam ngược lại rồi. Thực ra mà nói Dudu nổi lên khoảng chừng 2 năm gần đây. Nhưng mà Clear là người nổi lên trong năm nay. Những cái màn trình diễn cá nhân của Clear ở trong cái giai đoạn mà Fox vươn lên ở lượt về của vòng bảng LCK 2024 mùa hè này cũng là những dấu hiệu tích cực. Một người chơi trẻ cũng đang sẵn sàng để có thể tiếp bước những người chơi đường trên tại LCK. Thì cái màn đọ sức giữa Dudu và Clear ngày hôm nay thật sự đang rất đáng xem nha. 85 lính bắt đầu có những cái khả năng dẫn trước về chỉ số lính đến từ Clear so với lại con Dudu của chính xác con Sante của Dudu rồi. Đấy, nhìn nhiều quá, nhìn lực quá, giờ còn cả nhân tướng hợp nhất luôn rồi này. Đúng rồi, ở tại LCK thì sẽ có hai người
các bạn sẽ liên tưởng tới khi nói về Sante, chính là Kim với Liễu Đu. Chính xác. Đấy, Closer ra được giữa được không? Bulldog pha này Closer có gặp nguy hiểm không ta? Đi đứng có vẻ như là không, rất nguy hiểm. Không, anh ta còn đầy đủ tài nguyên, vẫn thảm lửa Valkyrie với lại tốc biến thì khó nằm. Hơi khó. Ba mầm nhưng mà đã có cướp xong chim đến từ cướp rồi. Và quyết định là rút lui về, khi đó dù sao vẫn là phần sân của Fox. Fox vẫn đang đánh rất là chậm, đội hình của họ vẫn là đội hình hai xạ thủ cần tăng tiến sức mạnh ở giai đoạn sau. Cánh dưới thì có ưu thế với hai mạng dành cho KDF, nhưng mà hơi đáng tiếc là họ không có mạng dành cho con Midfortune này Clipper nha. Một mạng cho Andil với cái thiêu đốt, một mạng thì cướp ăn được trước đó với chiến công đầu. Nhưng ưu thế về mặt chỉ số lính thì vẫn đang được đảm bảo. Clipper thì còn có thêm tiền đến từ giáp trụ nữa. Như vậy là phút thứ 10 với tình huống bấm bê về nhà này, anh ta sẽ có được cái thực tiễn. Ý nữa là khi mà một đội nào đó ăn con rồng thứ hai, Fox là đội những phẩm em là rồng đừng ra rồng lửa, đừng ra rồng công nghệ, ra cho con rồng gió là Fox vui luôn. Tỷ lệ hơi thấp nhưng mà cũng không biết đâu đấy. Ừ, hên xui mà, hên xui thôi. Cướp thì lên cánh trên, Lia vẫn đang làm rất tốt với kiểu chất tướng này nha. Thứ nhất là anh ta đang giữ được chỉ số lính để có thể gọi là bù lại, bù qua sót lại với cái sự thua sút của đường dưới Hena so với lại Leaper ở bên phía bên kia. Nhưng được cái là Closer cũng đang làm rất là tốt với chỉ số lính ở khu vực đường giữa nha, nơi mà anh ta vừa tránh được pha bóc mò neo trả ngược trở lại với một cú quy của Dudo. Chưa có gì xảy ra cả, hai bên đang hướng tới mục tiêu tiếp theo, đó là lượt sâu hư không thứ hai. Để xem là bên nào sẽ có được ưu thế đây. Cớt bị tốc biến trói vào, bắt vào đẩy chưa cuối thẳng ra đến từ vị trí của Cớt luôn, hất tung hai người. Bulldog lao thẳng vào cú đoạt mạnh kéo, nhưng đoạt mạnh kéo chỉ trúng vào người của Duro mà thôi, và tên lửa vừa rồi nó không chuẩn xác của Closer. Hai bên đánh nhau xong không ai nằm cả. Cớt là người xử lý cực kỳ bình tĩnh, anh ta đánh giá đúng cái lượng sát thương của đối phương để mà anh ta trải bộ combo của mình ở đúng chỗ đó trước khi mà anh ta bỏ chạy, để có thể làm sao giữ chân đối phương lâu nhất, gây nhiều sát thương nhất, tạo tiền đề cho Bulldog. Anh ta cũng phần nào đó may mắn khi mà cái tên lửa định hướng của Big Bomb của Clear đó đã đi sượt qua người anh ta chứ không trúng. Và kết quả là không ai mất người ở trong tình huống giao tranh cả. Nhưng cái khí thế đẩy ở khu vực đường giữa thì, và đặc biệt là Kurt đã hết máu, phải đi về. Nên là Raptor ăn được sâu, Kurt đổi mục tiêu lại là con rồng. Đây sổ, sổ ra con rồng gì cho Fox nè, niệm, đang niệm, Fox đang niệm. Nếu mà là dòng gió thì tôi nghĩ là cái bêu ba này sẽ rất hay hơn. Ôi xong luôn, mạnh nước nhất luôn, mạnh nhất luôn là phải cạnh tranh. gió thì có vẻ như đây sẽ là một game đấu mà Fox sẽ đánh chiêu được, tức là họ sẽ đánh câu giờ với hai xạ thủ được. Nhưng mà nếu là nước thì cái lợi thế hai dòng này là lớn nha, dành cho Quang Đô Phích thì đây vẫn được đánh giá là con dòng mạnh nhất ở thời điểm hiện tại ở bản đồ Summer Rift. Cánh dưới Leaper có được lợi thế quá lớn rồi, chỉ số lính hơn, giáp trụ nhiều hơn, chuẩn bị làm trụ một tòa bản đồ. Không thở được với những combo Midfortune và Nautilus đâu. Cấp độ 6 đẩy bố thủy lôi vào với một cái bão đạn, tôi không tin rằng Hena có thể chịu được với cái combo đó mà bộ đôi bên phía Quang Đô Phích tạo ra. Họ đẩy nhanh lên một nhịp cánh trên nơi mà họ có 6 sâu hư không, và bão trụ cũng là rất nhanh luôn. Nhưng mặc dù vậy thì Leaper một mình một ngựa lấy được trụ một tòa bản đồ cánh dưới. Số lượng sâu hiện nay tôi không để ý lắm, 6 sâu. Cho nên là Fox dứt điểm cái trụ một đường trên rất là nhanh, dù là họ bị mất áp lực khu vực cánh dưới, nhưng đổi lại thì có trụ một đường trên. Anh Điều đang di chuyển, Raptor không tốt biến, mỏ neo sẵn vào đầu. Ghost thả luôn cây ra, Dudu bắt đầu đi bộ tới, gồng mở đường vào góc nhưng mà chưa bế về được. Hena bật điện đạt đỉnh điểm đẩy Dudu về. Đội hình của KDF đánh phải thêm một nhịp nữa, họ thiếu đi lượng sát thương đến từ Leaper. Raptor xử lý pha vừa rồi rất hay nha. Anh ta có một cú W của Maokai để tránh cái việc bị hất tung lên với chiêu cuối của Zyra và lùi về được ở vị trí an toàn. Còn đây là sự chủ động đến từ Raptor, nhưng mà đúng là Kurt rất bình tĩnh, đặt chiều cuối, đặt mầm ra, trả sát thương ngược trở lại, kéo đặt mạnh đến từ Bulldog để giúp cho Kurt lùi về bằng tên lửa cuối cùng với cái Big Bomb của Closer thì nó không chính xác, giúp cho người dừng bên phía KDF vẫn giữ được tính mạng. Và sau khi mà giữ được tính mạng thì anh ta chạy xuống cánh dưới ăn được con rồng nguyên tố để có thể gỡ gạc lại với cái sự thua thiệt 6 sâu hư không mà Fox tạo ra được với tình huống kiểm soát của Raptor ở cánh trên. Lợi thế 6 sâu với một con Na đang mạnh để cánh tốt, Closer có chuẩn bị tam hợp kiếm này. Đây sẽ là những cái tham minh để lấy những cái trụ ngoài của KDF ở hai cánh đến từ biên KPX. Nhưng mà với những gì chúng ta đã thấy từ con Sante của Dudu thì bất kỳ một pha giao tranh cánh nào Clear cũng phải thực sự cẩn trọng, canh cái vị trí, canh nộ của mình, canh tài nguyên của đối phương. Đây, Dudu mở đường quay ngược lại, đã giữ chân, sắp có Na khổng lồ. Clear vẫn đang đứng gần đối phương, cô máu được bật, lao vào tấn công, dứt điểm thành công hay không vẫn có pha làm choáng. Clear phải chạy về, áp lực dã man đấy, mà chưa chắc là về được. Andil đẩy một cái thủy lôi vào và chắc chắn đó là tốc biến thủy lôi tầm nhiệt, đánh tay giữ chân và nằm xuống với mạng dành cho Andil, không nhường được mạng dành cho Dudu, nhưng vẫn là
một pha hạ gục được một người chơi đẩy cánh đến từ biên kề phía X, đó là Quang Đông Fricks. Udu xử lý rất mượt mà với con Sante, và cứ có cơ hội là anh ta sẽ chuyển dạng để có thể áp lực vào con nào ở từ bên kia. Rất là ghê, không phải tự nhiên mà chúng ta nói về con Sante là phải nói tới Udu đâu. Kèo này là kèo Na đánh dễ hơn trong giai đoạn đi đường, và bạn cũng có thể dễ dàng tận dụng sải tay. Nhưng mà rồi, bắt đầu rồi, lên trang bị xong lần đầu tiên rồi. Thì bây giờ bất kỳ một pha solo nào, Clear cũng có tam hợp là một trang bị mạnh. Nhưng mà với khả năng làm chậm đã quay lại với Sante, thì những pha BK cánh là cẩn thận đó. Nhưng mà cuối cùng đánh tướng gì cũng có áp lực cánh. Bây giờ thì đến lần KDF sẽ là những người có được áp lực cánh mạnh hơn nha. Bởi vì họ sẽ có một con Sante nãy giờ là cứ có cơ hội là va chạm với lại Na thôi. Và thêm cả Bulldog nữa, với con Yone đã hoàn thành xong hương suy vong, với khả năng đẩy đường dưới của anh ta cũng sẽ rất là áp lực. Thẳng vào trụ 2 luôn, chúng tôi bắt buộc phải có một tình huống triển khai sứ giả. KDF cái lợi thế của họ bóc bỏ neo vào đánh vào Na tín hị. Đã thường cũng là khá lớn đấy, Slipper, nhưng Andyu không có tốc biến nữa. Và anh ta bị mê hoặc nằm xuống rồi hất tung thành công. Đặt chiêu cuối ra nhưng Zara của cơ để giúp cho Slipper lùi về. Và đó là một sứ giả cộng một mạng dành cho Fox. Andyu hơi hào hứng quá, anh ta mở nhưng mà cái vị trí của anh ta mở, người duy nhất có thể gây sát thương là Slipper. Nhưng nếu như Slipper muốn gây sát thương, Slipper phải đứng yên tại chỗ và xả bảo đạn. Trong khi đó Dudu ở phía trên khu vực hang Baron luôn, không thể nào tiếp cận được. Ghost cũng ở xa hơn về phía khu vực bãi chim của anh ta. Thì cái vị trí của Andyu so với phần còn lại của KDF đó không phải là một tình huống mở tốt. Chỉ đơn giản là anh ta theo thói quen là thấy con Na tí nị thấy thơm quá móc. Nhưng móc trúng xong thì người nằm xuống lại là anh ta. Một mạng cộng thêm dành cho Fox và rất là tuyệt vời nha, khi mạng đấy là mạng dành cho Closer. Tức là tôi thấy là Fox đánh kiểu gì họ cũng sẽ nuôi được Closer hết á. Closer có đi đường thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là đến giai đoạn giữa game, kiểu gì Fox cũng sẽ nhường được những cái mạng cho anh ta, kiểu gì Fox cũng sẽ đẩy được những cái trụ ở đường cánh dành cho anh ta. Với một cái ngưỡng sức mạnh cộng thêm dành cho con Corki này thì sẽ tiếp tục là một cái điều kiện thắng có vẻ như được đảm bảo đến từ Fox ở hai xạ thủ họ. Một là Jerry, thì thực ra thì với cái ngưỡng đổ này thêm một cái cùng cung nữa thì anh ta vẫn sẽ có được cái khả năng bứt farm. Nhưng mà đồ 2 thì có vẻ như là Hena đang muốn hướng tới cho mình một cái nỏ thử thủ rồi. Nhưng mà ở cái ván đấu này thì đội hình của KDF, cái áp lực vào người của anh ta là rất nhiều, đến từ rất nhiều nguồn luôn. Thì lôi tầm nhiệt rồi thì đoạt mệnh rồi thì Zyra, chưa kể là Sante của Dudu nữa. Bây giờ như thế này, Fox không thể nào buông bỏ con rồng tiếp theo. Tuy nhiên bên phía của KDF sẽ có toàn bộ tài nguyên giao tranh, họ thiếu duy nhất một thứ mà thôi, là cái tốc biến của Andyu. Nó không phải là một cái bước lùi quá lớn. Nhiệm vụ của anh ta là trong giao tranh bạn móc được carry thì tốt, nhưng móc ai cũng được để mà tạo khoảng trống mở thôi. Thì điều kiện thắng giao tranh của Fox sẽ phụ thuộc vào chuyện là Clear ta dùng nổ như thế nào, có Na khổng lồ ở thời điểm nào để có thể triển khai giao tranh. Rồi vừa rồi là một tình huống ngắt bấm bê về nhà rất tốt đến từ Hena nhá. 2003. Slipper đang cầm rất nhiều tiền và anh ta không về nhà được, mất chủ rồi. Chắc đây sẽ là con rồng nguyên tố dành cho Fox, có lợi thế mà họ đang có tình huống mà không xài được tiền đến từ Slipper nhá. Không đánh nhau được. 2300 tiền là một lượng tiền quá lớn, nhưng con rồng Fix vẫn dịch chuyển. Họ vẫn sẽ muốn có một pha câu giờ để Slipper ly vé không. Không như vậy là Slipper chấp tiền luôn rồi. Chấp luôn 2300 vàng với một trang bị lớn thứ hai đến từ con Mid Fortune này. Và anh ta sẽ phải làm rất tốt với cái bạo đạn để có thể bù đắp được cái lượng là thua sút do bản thân mình chưa bấm bê về nhà mua trang bị được. Fox rất khôn nha, họ biết đối phương đang cầm tiền chưa xài được nên họ cứ nhấp nhả để đối phương mất nhiều hơn. Clear đang vào vị trí với một lượng nổ đẹp rồi, thì đã có một pha thả chiêu cuối quyền lực thiên nhiên. Nautilus đang bị giữ chân lại, Hena đang bắn bật điện ảnh điểm nhưng bảo đạn xảy ra rất là đẹp. Hena còn đúng một chấm máu, mặc dù bảo đạn đẹp nhưng nó thiếu sát thương chiếc điểm, cuối cùng cũng có điểm hạ gục cho Bulldog. Ta quay lại chặt chém, nhưng rõ ràng là một mình anh ta rất là khó để chống lại tới ba thành viên của đối phương. Dudu tới hơi trễ một tí, Slipper đã gục ngã, nhưng Closer còn đúng một chấm máu. Ta tốc biến né quy, Dudu lướt tới, chưa tìm được Closer, cố gắng tiếp cận, của nó cũng cố gắng tiếp cận. Dudu lao vào từ sát, anh ta vẫn nhảy tới, anh ta đã gục ngã rồi. Và con Na của Clear đang tìm kiếm cú double kill của mình, anh ta có double kill. Quét sạch không chính thức dành cho các thành viên bên phía của BNKVX với một pha rất dướn đến từ gần như toàn bộ đội hình của Quang Đông Freak luôn. Đầu tiên là họ chưa xài tiền, không xài được tiền của Slipper gần như là chấp luôn một món lớn ở trong cái tình huống giao tranh đó. Và tiếp tục là Andyu là người mắc lỗi rất lớn nhá. Anh ta dùng cái móc bỏ neo vào tường và không chắn được cái quyền lực thiên nhiên dành cho Kurt. Kurt bị nằm xuống quá nhanh thì chỉ kịp để lại một cú chiêu cuối mà thôi. Cái bao đạn đủ tốt đến từ Slipper nhưng sát thương thiếu với sát thương dứt điểm và cần phải có thêm một đoạn mệnh nữa đến từ vị trí của Bulldog. Mặc dù Slipper đánh một đường vòng rất hay rồi, anh ta đi một cái đường vòng và anh ta thậm chí là lấy thêm máu của Closer nữa, nhưng Dudu
Dudu tìm sai vị trí của Closer. Anh ta nghĩ rằng Closer tốc biến vào ở trong cái bụi đó, nhưng không, Closer tốc biến ở hướng ngược lại và mất quá nhiều thời gian, mất quá nhiều tài nguyên và quá dướn đến từ Quang Đông Freak. Họ mất 5 mạng dành cho Fox ở trong pha giao tranh vừa rồi. Fox có tất cả, họ có một pha giao tranh thành công, họ quét sạch đối phương và họ cũng có được con rồng. Mạch rồng của KDF đã bị ngắt. Và cái tình huống tồi tệ nhất mà KDF có thể tưởng tượng ra nó đã trở thành hiện thực. Nhưng đó là một pha xử lý quá hay của Fox. Việc mà họ đã bắt được tình huống biến về của Leaper, nó gần như là quyết định tất cả mọi thứ trong pha giao tranh. KDF họ cố gắng, họ muốn thử giao tranh. Tại vì nếu như họ thắng pha giao tranh nó coi như là xong luôn game hết. Chả đúng rồi. Mà nó không xảy ra. Giờ đây thì mình bước qua đời nhau rồi. Cái không thầm nhìn Đu Đu không rẽ phải, anh ta đi thẳng. Và nếu mà rẽ phải là bầu game lại đó. Hack map ngay lập tức là thôi. Nhưng mà qua Đông Phích vừa rồi bị quét sạch, họ cũng gỡ lại một cái trụ đứng trên rồi. Vẫn sẽ là những cái thang minh đẩy cánh là áp lực đến từ KDF chứ không phải là không. Hiện tại thì con Na này mạnh nha, clear. Đồ hai của anh ta sẽ không phải là một cái bóng vuốt rìu đen, là rìu đen để đẩy cánh tránh được cái áp lực của Dudu bên phía bên kia. Sau pha giao tranh vừa rồi thì cả mọi vị trí của Fox đều lên tiền rất là nhiều. Chúng ta thấy đây, hai xạ thủ vượt qua được cái đoạn mà món rưỡi chấp chới hai món nó rất là khó khăn dành cho đội hình hai xạ thủ. Nhưng bởi vì cái tình huống xử lý xung quanh con rồng tốt thì Hena hai món rưỡi, rồi Closer farm 227 cũng hai món rưỡi, gần ba món rồi. Rồi Muramana. Nói chung là đây là đoạn mà Fox đã có thể vận hành đội hình hai xạ thủ một cách nhẹ nhàng hơn. Chính xác, đội hình của Fox đang dễ chơi hơn, đội hình của họ sẽ dễ chơi hơn một chút so với đội hình KDF. Đội hình của KDF yêu cầu là bạn phải dầu dồn những cú chiêu cuối tốt nhá, bạn phải trồng những cú chiêu cuối một cách hợp lý và dứt điểm ngay lập tức một trong hai con xạ thủ bên phía của Fox để hạn chế nguồn sát thương của đối phương. Để lùa. Và bên phía của Fox thì đang có một pha và Baron thử đam không? Thử tí. Xin dịch chuyển. Có thể là một cú lấy di chuyển của Dudu. Nhưng mà đang câu giờ đã, Andil thì vẫn chưa dám di chuyển quá là sâu. Còn góc này thì bật luôn điện đạt đỉnh điểm đến từ Hena. Đã áp lực vào Leaper nhưng bao đạn là khá chất lượng, không thể thắng được. Nhưng Dudu tới thì là câu chuyện khác, một đổi một, mỗi bên mất một xạ thủ mở đường. Nhưng bên phía kia thì vẫn còn một xạ thủ khác. Một cú lực thiên nhiên khá tốt nhưng mà Dudu lao thẳng vào cân 4 thì quá khó rồi. Dudu ơi, nằm xuống thôi. KDF mất hai người, đổi lợi thế hơn về mạng không dành cho Fox. Và họ vẫn đang tiếp tục lao lên với Closer. Tên lửa định hướng liên tục bắn vào người của Bulldog, khá là chất lượng, ép lui cả cớt luôn. Và lợi thế về người này, liệu Fox có tiếp tục di chuyển để múa xung quanh Baron hay không? Cái này là Dudu sau ván 1 với lại cầm được con Sante cho nên hơi bị hưng quá anh Hoàng. Hơi bị kiểu như là adrenaline lên cao, anh ta quyết định là tính đảo ngược thời gian quay lại 2023 thử coi con Sante này còn cân 4 được không? Kết quả là nhìn lịch, hôm nay là tháng 8 năm 2024, Sante hết cân 4 rồi. Ông nghĩ là anh ta xử lý cũng rất là hay đấy. Anh ta mở đường tránh chiêu cuối của Maokai rồi thì lao thẳng vào trông rất lực. Đó, vừa ăn được mạng đấy luôn. Đấy, vừa giết được mạng đấy. Adrenaline vừa lên cao quá. Nói nói hơi thô tí là gọi là thằng tiếp theo thôi. À, chính là người tiếp theo. Bố mày là ai không? Đây, vì phút này là kể, vì phút này là kể. Khó quá. Nhưng mà đúng là Hena cầm con Jerry đúng khắc bột thôi. Đúng khắc bột luôn, anh ta chủ động là người PK luôn, bật lá chắn và có giỏi từ thủ. Chắc chắn là người thắng luôn. Không có Zyra của Gert, không có Sante thì đúng là thắng đấy. Sau đấy thì bên phía của Fox có được lợi thế với tình huống 1 đối 2. Nhưng mà nó chỉ là mạng cộng thêm đến Fox thôi nha, có mục tiêu lớn. Con Na nãy giờ của Clear cứ âm thầm nhưng mà cái lượng trang bị của anh ta cũng đang rất là tốt nha. Cái viễn cảnh mà KDF phải chú ý là đối phương có, về cơ bản nếu như bạn bung hết chiêu vào một xạ thủ thì KDF sẽ còn, sơ đồ bàn Fox sẽ còn hai xạ thủ với con Na tí nị dù đen tâm hợp, nó đánh thì đâu cũng không kém gì bất kỳ một xạ thủ nào đâu. Cho nên KDF cần phải chắc chắn rằng việc bung tài nguyên của mình phải lấy được nhiều hơn một mạng. Chứ nếu như mà bảo đạn rồi thủy lôi các thứ mà chỉ một mạng là họ thua đó. Chính xác, tức là họ phải trồng mọi thứ một cách rất tuyệt vời và 2-3 mục tiêu của một lúc cơ thì cái đội hình này của mới nó mới phát huy được hiệu quả. Còn chỉ là một hoặc là hai mục tiêu thôi thì tôi không nghĩ rằng là đội hình bên phía của Quang Đông Phích sẽ có được ưu thế đâu. Ở thời điểm này thì hai con xạ thủ của Fox đang rất là mạnh rồi, mỗi con 2.5 thì cái sức mạnh của Closer và Hena, đặc biệt là trong những tình huống giao tranh nha, Hena và Closer sẽ không đứng chung với nhau, họ sẽ đứng tách nhau ra để sao để tránh việc là ăn combo combo, một người nằm xuống thì người còn lại còn có thể gánh vác sát thương được. Đấy là những gì mà Fox sẽ làm ở trong những tình huống giao tranh tổng. Họ sẽ khắc chế phần nào đó cái đội hình giao tranh mạnh và đội hình combo combo đến từ bên phía của đối phương. Đang có một pha Baron, tốc độ ăn Baron thì cũng chưa nhanh lắm.
có thể sẽ là can thiệp kịp đến từ Kurt, có tốc biến, có trừng phạt. Và đây sẽ là pha 50-50 hay không đây. Udo ở vị trí rất tốt, Udo phát hiện ra đang khổng lồ, Lia đang làm cho Udo, Baron đã có bất tỉnh nhân sự. Udo tốc biến mở đường chạy được và đối phương vẫn sẽ tiếp tục tràn lên. Bữa này mất thế rồi, Udo tới tỉnh táo chưa. Ui, bóng trúng Lena, bật điện đặt đỉnh điểm, anh ta nằm xuống với lượng sát thương dồn vào từ bên phía KDF. Raptor cũng nằm luôn, anh điêu còn đúng một chấm máu. Tôi đang nói tỉnh táo chưa kìa, thấy đội hình lắc lại thôi ra lại đi thẳng. Tại anh nói tỉnh táo. Tại anh chứ còn tại ai nữa, tại anh bảo tỉnh táo nữa thôi. Cái gì vậy? Tôi thấy đội hình rõ ràng đang lắc về phía rừng bùa sát mà. Đi với nhau rất cẩn thận. Và những cái người mà dính móc lại là Henna. Anh ta chết trên không luôn. Ăn thêm một đoạt mệnh nữa sau cú móc của Andrew và đẩy một cái thử lô tầm nhiệt. Đúng là chết chân không chạm đất luôn đến từ Henna. Và thế là thôi, mất luôn con dòng nguyên tố thứ ba đến từ bên phía của viên cây tiếc. Mặc dù là họ kiểm soát được con Baron. Và cầm Baron chưa chắc là lợi thế đâu nha, bởi vì KDF đang có ngưỡng 3 dòng và linh hồn dòng đất, là một linh hồn dòng rất mạnh. Với cái đội hình này của KDF, họ sẽ có cái khả năng hồi phục để tránh những cái pha cấu rỉa trước giao tranh của con Corki bên phía kia trong tay Cruiser. Giật lại nè, giật lại nè, đấy giật lại. Đấy, vòng giật lại. Vẫn dính à. Nó hay về anh Điêu. Giờ thôi anh Điêu 2. Hướng di chuyển của bên phía Fox nó là chính xác rồi, nhưng mà nó vẫn đi về bụi ngang, nó hơi dài. 1-1 Dudu hơi khó nha. Tập này thì bởi vì Clear có cái dù đen rồi cho nên là anh ta cũng ngại với những pha tay đôi với Dudu đâu. Ở Dudu chắc chắn là người phải lùi về. Còn Nipper thì đi rồi. Thanh tẩy, 10 cái thanh tẩy pha này thì cũng chết đấy chứ. Và điểm phá vùng dành cho Henna, nhưng Bulldog có trả thù được hay không? Đây, sát thương là rất lớn, ép một tốc biến của Henna. Bên phía bắc kia thì Andrew đã nằm xuống với điểm phá vùng dành cho Closer. Và Dudu lại cân 2. Không được rồi, không có mùa xuân đấy đâu Dudu ơi. Và điểm hạ cung thứ 11 dành cho BNKFX. Kết quả trả về là hai thành viên của Fox là tổng trọng lượng được khoảng 170kg. Hơi nặng với Dudu. Đây là một điều anh Hoàng, chung kết vòng bảng của KDF với lại Fox nó phải là như vậy. Nó phải có ván 3 với sự cân bằng đến từ cặp trận này. Sang ván 3 thì tôi nghĩ rằng là KDF sẽ chọn được 1. Mọi thứ KDF cũng không biết là Siri Max sẽ nghĩ gì đâu. Bởi vì nhiều, có rất là nhiều ván quan trọng là Siri Max sẽ chọn đội 2 để có counter pick ấy. Thì thực ra là cái ván này bởi vì họ không vận hành được cái đội hình Ukubo, tức là đa hai đội nào cầm cái đội hình Ukubo đều không vận hành tốt. Một phần là do đội hình này nó khó thực hiện những cái ý đồ chiến thuật, và thứ hai là cái sự cân bằng đến từ kèo đấu nó không cho phép KDF dễ dàng thực hiện những cái pha chồng chiều cuối. Nếu như mà tôi không lầm thì Siri Max sẽ thấy là chỉ vì cái pha rồng 3 đó thôi. Thế là lại đánh lại 2003, cái pha 2003 tiền. Từ cái pha đó thì bên phía của Fox đã lật lại được. Thì có thể là chúng ta sẽ, nhưng mà cái chuyện là Jerry của Henna thì chắc chắn là phải đổi. Đúng thế. Tức là cái việc là Henna có Jerry, anh ta tự tin lắm. Trông các bạn nhìn ra Jerry của Henna khi mà có con tướng này, anh ta liên tục tìm kiếm Leaper luôn ở trong cái pha thay đổi. Dudu thì thực ra thì là Sante vẫn được. Đi đường vẫn hay. Dudu xử lý đi đường vẫn ok con Sante này. Thôi. Thế là cuối cùng là đánh lại à? Rất có thể sẽ đấy. Có điều chỉnh chỗ con, tức là bên phía KDF sẽ không thả con Jerry ra nữa. Chỉ vậy thôi. Rồi còn lại chúng ta có thể có là một cái lượng tướng khá là giống. Nhưng mà đó là tôi nghĩ như vậy. Còn Siri Max có nghĩ như vậy không? Siri Max cũng nhiều khi Siri Max qua đội 1 cũng lì lắm. Còn các huấn luyện viên của CK thì họ có một cái tiêu chí. Họ sẽ không sai ở trong giao chọn. Thực ra thì cũng chưa có gì là sai về mặt tướng cả, sai vận hành mà rõ ràng. Chúng ta thấy là họ đang có một cái lợi thế rất là lớn. Từ cái pha bị bắt 2003 đó, cầm tiền của Leaper đó thì lũng thôi, chứ nhìn chung thì vận hành giai đoạn đầu của họ rất là tốt. Ván này thì chắc là thôi rồi, ván này thì khó co cho bên phía con Phích quá. 6.000 tiền một pha Ubo combo không anh luôn. Nó hơi khó một tí, tại vì bây giờ nó đúng với kịch bản của ván đấu trước là đội hình của bên phía Fox họ có 3 nguồn sát thương. Trừ khi nào mà cả Clear, cả Closer, cả Henna cùng đứng trong cái chuỗi combo của KDF thì mới thua. Còn nếu như mà chỉ là một người thì tôi nghĩ không thua được. Với cả thêm một yếu tố nữa là cái ván này KDF mở cũng không, họ không có con gom người ấy. Không có, ví dụ là Rell cơ thì câu chuyện nó khác. Đây là lý do tại sao mà nhìn vào đội hình này thì tôi thấy là Rell lắp vào nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà bởi vì bên kia có con Jerry đúng rồi. Cho nên là phải pick Nautilus. Thì khó khăn dành cho bên phía của quang tích, họ đang phải phòng ngự với đợt đẩy lại là quân thiên nhiên đẩy ra góc xéo rất khó chịu. Nhà điều lại mắc vào tường giúp Luna khổng lồ đẩy ba người vào tường, có đoạt mệnh đến từ vị trí của Bulldog, nhưng đoạt mệnh chỉ chối chết thôi. Anh ta chắc chắn là cũng sẽ đi theo đồng đội mà thôi.
Dog xuất hồn, chắc chắn là nhập hồn rồi, bắt double kill dành cho Maokai trong tay của Raptor. Bật điện đạt đỉnh điểm, Hena bắt đầu bắn. Dudu đang bị bắn rất đau bởi Closer, nhưng anh ta đi bộ về được với những người đồng đội của mình và chỉ có hai mạng dành cho Phốc. Nhưng với hai mạng này quá đủ để họ lấy một đường lính ở khu đường dưới, thậm chí là áp lực thẳng vào hai thủ về chính luôn. Thấu sâu, còn hai xạ thủ, Monel chỉ trúng vào lính mà thôi. Bulldog, Dudu và Dio cố gắng phòng ngự. Bulldog lao ra nhưng ta phải giật hồn về ngay lập tức, không vội vã. Fox quyết định rút lui về khi họ đã có được thứ mà họ muốn là cái nhà lính ở khu vực đường dưới, sẽ không có cú dịch chuyển nào để chặn được. À, có một cái con mắt á, có suy nghĩ dịch chuyển chặn được không? Máu của Dudu không còn quá nhiều nữa và bên phía của KDF thì vẫn đang thua người, cho nên là họ sẽ không dám mạo hiểm, họ sẽ hướng tới cái việc là kiểm soát con rồng thôi. 28 giây nữa con rồng mới ra nhá. Thực ra thì đây là hy vọng cuối cùng dành cho Quang Đông Phích nha. Nếu như có được linh hồn rồng nước thì có vẻ như mọi chuyện nó vẫn trong là khả năng có thể lật kèo được. Nhưng mà nếu như mà mất con rồng này thì thôi, tôi nghĩ là mọi thứ sẽ chấm hết dành cho bên phía của Quang Đông Phích ở bán thiếu thứ hai. Rất là đơn giản với cái pha vận hành của Phốc, và họ đẩy với cuộc lực thiên nhiên xéo ra một cái góc rất khó chịu của Na khổng lồ tham minh, mất cùng 2 người, 3 người vào tường. Nó hốp dành cho KDF ở trong pha giao tranh đó. Còn tình huống này như đã đề cập, đây là tình huống quyết định với số phận của KDF ở bán thứ hai. Gần 9.000 tiền trên lệch, đóng hàng mấy đó. Rồi, có cấu máu nhẹ được một tí, Fox đang từ từ tiến vào. Combo combo nào mà trúng 3 carry nha. Cô bao đạn Maokai à, đánh Maokai à, xả hết gần hết mọi chiêu vào Maokai để lấy linh hồn rồng nước. Ăn được linh hồn rồng nước xong có được một mạng. Chạy. 3 sát thương từ bên phía của Fox vẫn lao tới. Rồi, Bulldog đứng đánh, lao vào cũng có một tí vị, bảo đạn tung ra đối phương né hết. Lipper đang chạy, Gus đang chạy, xong rồi chúng ta có bán 3. Chúng ta sẽ có bán 3 với cú double kill dành cho Hena, và thậm chí đây có thể sẽ là triple kill khi anh ta nhanh như điện thoát qua tường, và đó là triple kill dành cho xạ thủ bên kia, bên phía của BNKFX. Một tình huống mà KDF như đã đề cập, cơ hội cuối cùng của họ là cái linh hồn rồng nước. Họ làm được điều đó với một pha triển khai có được linh hồn rồng, nhưng là quá nhiều thứ phải đánh đổi. Dudu phải lao vào, lại là anh ta cân 4. Nhưng cái kết thì vẫn như thường lệ thôi, anh ta lên bảng điểm số thì mất cái tướng đầu, không còn cái tốt chặn để bạn xả đam với một con bão đạn, một con Miss Fortune có bão đạn nữa. Bắn một cái bão đạn trong tuyệt vọng và chiến thắng ngay cho BNKFX. Để trận chung kết top 6 chúng ta sẽ có bàn bài.